Sẵn ngồi ở đây có một câu chuyện đây. Hồi lúc 24 á, lúc mà xuống mua núi này không có ai trên này hết. Hồi xưa chỗ này nó cũng có mấy cây nhưng mà ở này là cái dốc xéo. Thì lúc đó trên núi này nó có khoảng 20.000 vong linh mà mọi da đỏ. Tại xưa chỗ này tử thủ, lúc mà trận chiến đánh giữa người Mỹ với người mọi da đỏ thì cái núi này thuộc của mọi da đỏ, vong linh nhiều lắm. Đó là khi mình mua mình làm cái thánh địa thì tuyển vong linh đi, thì có nhiều vong linh nó muốn ở lại, nó cứ nói năn nỉ sư phụ hoài à, cho nó ở lại đây nó tu. Nhưng mà mình biết vong linh đâu phải dễ tu đâu, cái mà nó không được phải đi. Thì cái ngày mà tiễn đi á, nó cứ bay giống như sao chổi vậy, cầm cái chổi bay lên đi hết. Sau đó cũng còn lại vài cái vong linh lẻ tẻ thì nó xưng tên đủ hết, thì cô cũng không cho nữa, nhất định là không cho một vong linh nào ở đây hết, để đi về hết. Cuối cùng có một buổi chiều sư phụ Vinh Bắc với thằng đệ tử Làng Thành đó, ba thầy trò ngồi ở trên điện mẫu ngồi thiền. Lúc đó không có cái tượng đẹp gì, chỉ có cái tượng mà kiểu của người Việt Nam thôi, ngọc mẫu đen ấy với ngọc hoàng mà kiểu kiểu chợ nó bán. Cái đang lúc mà thiền mới vừa vô chừng 5 phút, cái có ánh sáng lẹ xẹt trong điện mẫu. Rồi cái mình tưởng là chuột hay gì đó không, cái bắt đầu cái hồi cái bả ra bả nói chuyện, bả xưng bả là bà Louis. Sư phụ có kể cái clip này tại sẵn ở đây ngồi ở đây kể. Cái bả nói ngài không muốn dòng ở đây, không muốn tôi ở đây, thì ngài giảng là ngài hồi hướng cho tôi, tức là ngài khấn cho tôi được về trời đi. Tại vì ma quỷ chỉ có người phàm mình mà có cái lực khấn thì họ được đi, không họ có là lãng giảng ở cõi đời này thôi, họ sống chung với người phàm mình vậy đó. Thì cái nói bà nhất định bà phải đi, không có được ở đây, tại vì sau này nhiều người về đây lắm, rồi lúc nóng lúc lạnh làm ta té accident rồi làm sao, tại ma quỷ nó làm cho mình hay bị tai nạn không. Thì bà trốn đâu, trên cái núi này. Cái lúc đó khoảng như ta 5 giờ mấy chiều á, thuộc nhớ khoảng đi làm về cái lên ngồi thiền. Thì mà bà nói gì đi theo bà, thì sư phụ với anh Bắc cầm cái cuốc đi theo để cuốc cái mồ của bà. Cái bà ở đâu phải không, bà phải chỉ mình mới biết chứ, cái núi bự gì sao mình biết. Cái thời xưa nó cũng không có cái chỗ, cái hàng rào chỗ địa, chỗ thánh mẫu Liễu Hạnh này ngày trận đạo nữa, nó hoang vắng lắm. Mà muốn xuống đây nó cũng không có con đường này nữa, nó phải đi vòng tuốt cái phía lên chỗ điện Phật á rồi đi qua. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy ngắn, tại là lúc mới con thấy nó xa lắm, thì đi cầu hoành bà dẫn đường đi, bà dẫn đã cái bà nó ở sau cái cây á, rồi cái cuối cùng cái bà dẫn, bà dẫn ngay cục đá này ở dưới chỗ này, chỗ thư phụ ngồi. Cái chuyện đó không rồi, xưa nó không có cục đá mà xưa nó không có gạo nữa, nó gạch này dù mới làm mà xưa nó slide xuống vậy nè, thì rồi đi xuống slide cũng như hiu hiu vậy đó. Cái này là đất thư phụ đắp, thì bả ở dưới cục đá này cái bộ cuốc cuốc chừng 3 feet vậy đó, bưng lên cái hộp, cái hộp đẹp lắm, hộp đúng như cái tên bà nói, tên là Louis Francis gì đó, Francina gì đó, tên bả, tên người Pháp. Không biết ai đem bả chôn dưới cục đá dưới chỗ cái cửa chỗ này nè, chỗ thù đang ngồi. Đào lên thấy cái hộp, rồi bắt đầu cái đi lò bộ ngược trở lại. Lúc đó là chỗ trống trống cũng như chỗ giống như cái điện, giống như cái tượng của thánh mẫu, thủy cung thánh mẫu vậy đó. Tới ngày đó bắt đầu, cái rồi cho phụ với anh Bắc, với anh Thành, ba trò đốt chất một đống củi vậy đó, củi khô thiếu đi lụm lên đống củi đốt hoài, mà ngồi chờ 3 tiếng mà cái hộp nó không có cháy hết nha, tại gỗ mahogany mà gỗ của Mỹ nó tốt lắm, cháy hoài đến cuối cùng cái hộp nó cháy, cái hồn nó bay về lưng lửng trời. Má còn giấy tay phải chào cảm ơn ngài nghe, tiễn nó y như là tiễn người ra phi trường vậy đó con, thế trời muốn chết. Đó là cái vong hồn cuối cùng ở đỉnh núi Thiên Long Sơn, còn núp lại giống như là vịt cộng mà núp lùm vậy đó, thì bác ngồi dưới cái cục đá. Ok, đó là câu chuyện thật. Lúc đó có cái cây này chưa sư phụ? Có, cây này vẫn có.
nhưng mà bà phải dẫn đường mình mới biết, chứ cái núi này bao la biết đâu mò bà ra. Đây bà Lì, chắc là bà đó là cái dòng cuối cùng, cho nên cái núi này không có dòng linh, bảo đảm mấy con luôn mình không có. Chỉ có hồi sáng á, là cái chị Trang là bà chị dâu mà bà đang nằm ở nhà hoàng á, bà sắp sửa thiêu cuối tuần này đó, thì hồi sáng có anh Thịnh với hai đứa con ngồi ở đây đó để chờ nói chuyện với mẹ đó, thì lúc đó thì bà triệu bà tới, triệu bà chị dâu tới, thì bà nói tượng được mấy câu, bà nói ngày mai ngày mốt đi, tại hiện giờ bà giống như đang ở dạng interview vậy đó. Ở bên kia nó có interview nha, chạm trung chuyển đó, rồi có mấy ông thần trên trời đi lên đi xuống, thì bà đang làm register cái gì đó không, đang get line, nên bà chỉ nói chuyện được có 5 phút thì bà ngồi bà dặn dò mấy đứa nhỏ, mấy đứa con gắng học giỏi đồ này nọ, nghe lời ba, rồi bà dặn ông bố già ông tóc bạc á, thì cứ thiêu bà đi, muốn làm gì làm, cái đó là chỉ là phong tục thế gian thôi, bà không có khe nữa. Bà được đạo rồi, đạo tức nghĩa là không có đi vào ba đường ác á, tức là xuống địa ngục hay là đầu thai thành thú hay là làm cô hồn các đảng, thì bà không có được, bà không có vào cái đó, thì bà được đạo. Thì khi người về trời á, xuống nói chuyện với mình được, vô đầu thai thành thú hay là bị lock up rồi đó, bị khóa đó, không phải là địa ngục nữa mà là vô tù. Kỳ này nó không có cái cõi địa ngục, cõi địa ngục như cõi trần gian mình mà nó khổ hơn chút, nó thiếu loạn với lại nó thiếu ánh sáng thôi, nhưng nó cũng là một cõi sống của họ, low level. Còn bây giờ là không có địa ngục, chỉ là tù thôi, thì bà không có bị nhốt nữa. Thì mới trưa nay nói chuyện với bà. Ok rồi, mình xuống mình ăn nha, nói bụng rồi. Cái đuôi hết rồi phải không? Rồi, ai mà đi sau cùng không được ngồi thiền, mất cái đuôi. Rồi thiền mới chờ đó. Hả? Rồi. Rồi lúc mà đó bụng mà thấy sáng gì con thon chân là đúng này xuống dưới luôn. Ai quay ra? Ta đừng dễ đi. Đi sao lẹ, ba đi nãy giờ gặp tiếng hộ chưa đi tới đây lẹ. Chào sư phụ đi. Nói trước hay nhận đi lẹ giỏi đi. Có kim công. Mình muốn đá lạ. Mình cái người nãy đang đi về hướng tiền mẫu của mình cũng thâm phục đó. Nhờ cái hộ lên, cái hộ lên ông nổi là gì chỉ xuống giống rồi. À, nãy giờ cái tuyến đường của mình đi á, xuống đó, qua đó rồi lên tới chỗ cái đỉnh của cái thằng mà ở đó đó, đó. Đi xuống, rồi qua cái hồ đi vòng lại. Còn đó lúc này là cũng chơi chơi bốn mai á, bốn mai á, đường đủ gì cái nhà có cây cờ trên bụng nó mà có bên đó trên đó bốn mai á, bốn mai. Đi kiếm sư phụ quá trời luôn. Hay lắm. Hôm nay con ở đây. Con này má đi chắc cái đuôi của nó vậy. Thì mới có đại ba. Nó mà đi thăm mọi người thôi. Thắng nha, tôi thăm bữa đường quận 3 bữa đường. Nhưng mà tới thì tôi không phải lâu. Thắng nha, tôi thăm bữa đường quận 3 bữa đường. Thắng nha, tôi thăm bữa đường quận 3 bữa đường. Thắng nha, tôi anh nói đi đường kia nó đường khó khăn, anh lên luôn. Nãy mấy người cái đội lên không muốn đi thẳng lắm, muốn xuống à. Rồi mấy người mới lên được này. Mấy kia, anh không đi nữa, anh lên luôn.
bác sư anh chân quá mấy bạn xem chân chân còn đứng đây rồi bác không mình đi bên đây.